Xin Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dấp Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu đầm kiểu của nữ. Để cắt và may được mẫu đầm kiểu này mình hướng dẫn các bạn làm 3 phần. Phần 1 mình hướng dẫn các bạn cắt chân đầm. Phần 2 mình sẽ hướng dẫn các bạn may chân đầm. Phần 3 mình hướng dẫn các bạn may áo của phần đầm. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt và may hoàn chỉnh mẫu đầm kiểu của nữ này. Chân đầm này của mình là chân đầm rời và cặp liền. Đây là số đo của mình. Dài váy của mình là 70 cm. Vòng bụng của mình 80 cm và vòng mông của mình là 88 cm. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt thân trước của chân đầm trước. Và đây là kênh thứ hai của mình, các bạn qua ủng hộ mình để mình đủ sắt và giờ. Để may đủ chân đầm các bạn sẽ mua cho mình 80 cm là mình may đủ nhé. Còn vải để may đẹp nhất với chân đầm này là các bạn sẽ mua cho mình vải thô lanh, vải đũi, vải xước, Li len, gấm và nhiều loại vải khác mình đều may được. Và trước khi đi cắt chân đầm này các bạn sẽ giải cho mình thân sau của mình xuống dưới, thân trước của mình lên trên. Và thân sau cách thân trước cho mình là 5cm. 5cm này của mình là 5cm, xẻ sau nhé. Mình sẽ cắt gộp luôn hai thân thì nó sẽ rất là nhanh. Dài chân đầm 70 các bạn cộng cho mình 4cm. Là dài chân đầm của mình là 74 Sang ti. Hạ mông cho mình 22cm Tính rộng ngang mông cho mình luôn Rộng ngang mông các bạn tính cho mình theo công thức là bằng 1 phần 4 vòng mông Cộng cho mình 2,5cm Trong đó có 1,5cm là đường may và 1cm là đường Khi mình vẽ cái vòng mông của mình nó cong thì mình phải đánh vào tầm 1cm Là được Rộng ngang mông của mình Là 88 các bạn chia 4 được bằng 22 cộng cho mình 2,5 cm là bằng 24,5. Rộng ngang mông của mình là bằng 24,5. Và các bạn nhớ là 24,5 trong đó của mình sẽ có 1,5 cm là đường may. Mình cộng luôn đường may vào đây luôn nhé. Rộng ngang eo các bạn tính cho mình theo công thức là bằng 1 phần 4 vòng bụng cộng cho mình 1,5cm đường may Vòng bụng của mình là 80, các bạn chia 4 là bằng 20, cộng cho mình 1,5cm, đường may là bằng 21,5 Rộng ngang bụng của mình là bằng 21,5cm Các bạn nhớ là mình đã cộng 1,5cm đường may vào đây rồi nhé Sau đó các bạn lối cho mình từ đường rộng ngang mông lên đường ngang eo Các bạn tính rộng ngang gấu cho mình. Rộng ngang gấu các bạn tính cho mình theo công thức là bằng 1 phần 4 vòng mông. Chia 4. Nếu mà bạn nào thích cái phần dưới của mình nó ôm vừa thì các bạn trừ 2. Ôm hẳn thì các bạn sẽ trừ cho mình 6 cm đến 4 cm. Mình ôm vừa thôi. Thì mình sẽ trừ 2. 22 các bạn trừ 2 cho mình bằng 20. Sau đó các bạn lối giúp mình từ đường rộng ngang mông xuống đường ngang gấu. đoạn cong của mông nhé các bạn sẽ đánh vào cho mình một cm theo đường cong của thước vì khi mình cộng cử động mình đã cộng dư ra một cm Phần gấu của bạn sẽ đánh cho mình 1 cm. Và xa gấu cho mình 0,5 cm. Từ thân trước so với thân sau. Vậy là mình vừa hướng các bạn vẽ xong thân trước của chân đầm. Riêng phần gấu thì mình sẽ cắt rời thân trước và thân sau vì thân trước của mình xa gấu 0,5 so với thân sau. Phần sườn thì mình sẽ cắt thân sau và thân trước giống nhau. Các bạn chỉ cần cắt theo đường phấn mình vừa vẽ là được. Mình sẽ được luôn sườn thân trước và sườn thân sau. Từ thân trước các bạn sẽ sang dấu sang thân sau cho mình 5cm Phần xẻ thành phẩm của mình là 20cm Các bạn sẽ lấy cho mình thành 24cm Đường may phần trên các bạn để cho mình 1,5cm Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của chân đầm Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn mình vừa vẽ là được Vậy là mình đã dẫn các bạn vẽ xong thân trước và thân sau của chân đầm Riêng phần thân sau thì các bạn sẽ hạ cho mình cái phần giữa của thân đầm 1cm Để khi mình may cái phần cạp vào của mình nó không bị thừa nó đẩy lên nhé Và nó ôm cái phần lưng của mình Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi cắt phần cạp lót bên trong Để cắt cặp lót của đầm Các bạn sẽ để cho mình phần cạp của thân sau lên Cắt cho mình cặp lót theo phần cạp đầm là được Và chiều rộng của phần cặp lót các bạn lấy cho mình tầm 7 đến 8 cm Cắt xong cặp thứ nhất các bạn sẽ lật lên Cắt cặp thứ hai đối xứng cho mình, theo cặp thứ nhất là được. Cắt xong cặp lót thân sau các bạn sẽ cắt cho mình cặp lót thân trước. Các bạn để phần thân trước lên và cắt phần cặp lót cho mình theo thân trước là được. Và chiều rộng của cạp các bạn để cho mình 7 đến 8 cm bằng thân sau. Cắt cặp lót xong các bạn sẽ để cái phần cặp lót lên phần mếch để mình cắt mic ép vào phần cặp lót vậy là mình vướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh mẫu chân đầm của đầm công sở lữ các bạn thấy video của mình hay và hữu ích hãy like chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình chúc tất cả các bạn cắt và may thành công chào các bạn